Go Yun Chung, nữ chính Hoàng Hôn 2, tự vẽ cấu trúc để phẫu thuật thẩm mỹ, vịt hóa thiên nga, ăn đứt Kim Tae Hee. Showbiz Hàn không thiếu những mỹ nhân đình đám có gương mặt tỷ lệ vàng như Kim Tae Hee, Suzy, Yuna, Jisoo. Nhưng Go Yun Chung lại là cái tên được nhắc đến nhiều nhất nếu nói về gương mặt tỷ lệ kim cương. Go Yun Chung là người mẫu diễn viên sinh năm 1996, cao 1m67, mang nét đẹp hài hòa đến từng mm. Cô được coi là một trong ba hình mẫu phẫu thuật mới ở quốc gia nổi tiếng với công nghệ dao kéo hàng đầu. Bên cạnh hot girl mặt mộc Hong Soo Joo và Sung Ji Yeon, mỹ nhân xuất thân là người mẫu chụp lướt bước. Từ các mốc giải phẫu hay những chi tiết nhỏ, tỷ lệ khuôn mặt của mỹ nhân 9X đều chạm đến ngưỡng gần như chuẩn chỉnh. Nét đẹp hoàn hảo ấy càng nổi bật khi cô chụp ảnh profile. Chỉ với make up nhẹ nhàng, nữ diễn viên trẻ vẫn gây thương nhớ bởi đường nét bằng thanh ngọc khiết, làn da trắng không tì vết. Tuy nhiên, sở hữu ngoại hình quá nổi bật cũng khiến cô vướng tin đồn trùng tu nhan sắc để có vẻ ngoài long lanh như hiện tại. Nhưng chính Go Yun Chung từng thẳng thắn thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ trong quá khứ. Qua ảnh thời đi học có thể thấy được, người đẹp có ngoại hình khác hẳn bây giờ với đặc điểm mắt một mí và mũi tẹt. Song nhiều người cho rằng cô gái trong bức ảnh được lan truyền trên mạng là một sao nữ khác, không phải Go Yun Chung. Ngôi sao 9X chia sẻ vì kém xinh nên bản thân đã trở thành nạn nhân của bắt nạt học đường. Vì thế cô lựa chọn tìm đến dao kéo để thoát khỏi những lời châm chọc và quyết định này nhận được sự ủng hộ từ gia đình cô. Đặc biệt, diễn viên 25 tuổi đã tận dụng năng khiếu hội họa, tự nghiên cứu cấu trúc gương mặt và thiết kế diện mạo, từ đó giúp bác sĩ làm nên vẻ ngoài như ý muốn của mình. Hậu phẫu thuật, có thể nói Go Yun Chung đã gia nhập hội người đẹp vịt hóa thiên nga thành công nhất xứ Hàn. Sau khi chỉnh mũi, chóp mũi và môi của 9X tạo nên góc 90 độ, độ cong của sống mũi với trán lại tạo thành góc 120 độ. Đây đều là các con số siêu thực mà hội chị em khao khát. Ở những góc nghiêng, gương mặt đặt tỷ lệ kim cương tỏa ra sức hút khiến người xem không thể rời mắt. Trở thành sao nữ có nét đẹp không góc chết cùng khí chất ấn tượng. Yun Chung được bình chọn là một trong ba hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ lý tưởng tại Hàn Quốc và người hâm mộ dễ dàng bắt gặp hình ảnh của cô trên các poster quảng cáo tại hàng loạt viện thẩm mỹ khắp đất nước. Về sự nghiệp, năm 2018, người đẹp họ Go bất ngờ nổi tiếng sau khi chụp ảnh cho một tạp chí thời trang tại Hàn. Từ một hot girl kém nổi, cô nàng 9X với khí chất độc đáo nhanh chóng trở thành mẫu nữ được săn đón, được ca ngợi nữ thần thế hệ mới trong làng lướt bước xứ Kim Chi. Đầu năm 2019, cô nhận nhiều lời khen về diễn xuất khi thủ vai phụ trong phim do Park Shin Young, G7 đóng chính, He Is Psychomatic. Sau bộ phim, Go Yun Chung tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như Sweet Home, Lost School. Với nhan sắc thần thái ấn tượng cùng những nỗ lực không ngừng để chứng tỏ tài năng, tin rằng sao nữ sinh năm 1996 sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai. Mới đây, bộ phim cổ trang giả tưởng Hoàng Hôn lên sóng đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả. Dưới đây là 4 sự thật thú vị về Go Yun Chung. 1. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với He Is Psychomatic. Go Yun Chung lần đầu tiên được biết đến với tư cách là một nữ diễn viên qua drama lãng mạn giả tưởng He Is Psychomatic vào năm 2019. Cô đóng vai Kim Soo Yun, một bà mẹ đơn thân và là bạn thân nhất của nữ chính Yoon Ji In, Shin Yeon. Dù là vai diễn đầu tiên, nhưng Yun Chung đã thể hiện kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, nhận được nhiều lời khen ngợi và quan tâm của cả cộng đồng fan trong nước và quốc tế. Kể từ khi ra mắt, Yun Chung đã là một nữ diễn viên đáng để theo dõi. 2. Là sinh viên chuyên ngành nghệ thuật. Trước khi theo đuổi ước mơ của mình trong ngành giải trí, Go Yun Chung đã theo học nghệ thuật. Niềm yêu thích nghệ thuật của cô bắt đầu từ khi còn nhỏ, vì thế cô theo học tại trường trung học nghệ thuật Seoul. Sau khi tốt nghiệp trung học, Yun Chung theo học Đại học Nữ Sinh Seoul và lấy bằng nghệ thuật đương đại. Kết hợp thời trung học và đại học, nữ diễn viên đã dành hơn 7 năm để học nghệ thuật. Từ một vài bức ảnh cô ấy chia sẻ, tất cả những năm đó chắc chắn đã được đền đáp. Nếu Yun Chung không chọn trở thành một diễn viên, cô ấy chắc chắn đã có thể trở thành một nghệ sĩ triển vọng. Có thể bạn chưa biết, để có được gương mặt với tỷ lệ kim cương như hiện tại, nữ diễn viên đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Điều này không còn quá xa lạ khi nền công nghiệp thẩm mỹ của Hàn Quốc trở nên phổ biến và phủ sóng toàn cầu. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là Yun Chung đã tận dụng kiến thức mỹ thuật của mình để tự thiết kế gương mặt mới. Có nghĩa là cô ấy yêu cầu bác sĩ thực hiện phẫu thuật theo yêu cầu của mình thay vì nghe theo tư vấn của họ. 3. Là người mẫu hàng top. Trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn viên, Go Yun Chung đã trở thành người mẫu trang bìa cho tạp chí Tomorrow của trường đại học. Kể từ đó, cô làm người mẫu cho nhiều tạp chí khác nhau như Elle, Vogue và Cosmopolitan. Yun Chung cũng từng hợp tác với các thương hiệu như Horadens, Laurent Paris và Dunjack. Với vẻ đẹp hút hồn và hình ảnh quyến rũ, không có gì lạ khi cô ấy cũng thống trị thế giới người mẫu. 4. Có nhiều sở thích khác nhau. Từ chuyên ngành nghệ thuật đương đại trở thành một nữ diễn viên và người mẫu, sẽ có lý do Yun Chung không chỉ có một sở thích cụ thể. Cho dù đó là lắp ghép ô tô Lego, nướng bánh hay tạp pallet, Yun Chung là một cô gái với đời sống đa dạng, có nhiều sở thích khác nhau. Không chỉ khuôn mặt tỷ lệ kim cương hoàn hảo, nữ diễn viên trẻ còn sở hữu thân hình thon thả, không quá gầy mà thoát lên nguồn năng lượng khỏe khoắn. Cô Yun Chung có một niềm đam mê lớn với việc ăn uống và cô có hẳn một danh sách món ăn yêu thích dài vô tận. Do đó, Go Yun Chung chăm chỉ luyện tập để bù đắp cho sở thích ăn uống của bản thân. Cô nàng thường xuyên lựa chọn các bài tập nâng tạ để rèn luyện cơ bắp, bụng và đùi trở nên săn chắc. Trên Instagram của mình, cô cũng thường xuyên chia sẻ những bài tập trong phòng tập Pilates. Bộ môn này có thể giúp nữ diễn viên cân bằng năng lượng và thư giãn sau lịch trình bận rộn và giúp cơ thể trở nên linh hoạt, dẻo dai hơn.